Rồi xin chào anh em nhé. Hôm nay làm cho anh em combo để anh em lựa chọn cho dễ nhé. Đối với những anh em nào mà sử dụng công trình thì có thể tham khảo những bộ như thế này. Là bộ này bao gồm này, một con khoan bê tông để chuyên khoan vào bê tông lắp ráp thiết bị nhé. Con này thì anh em khoan bê tông khoảng mũi 14 đổ về. Đó. Còn con này là khoan 3 chức năng thì anh em có thể khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, đầu kẹp 13 ly. Con này là con bu lông để anh em ví dụ mở lồng máy giặt có thể mở được này, mở ốc nồi tay ga có thể mở được này, sửa chữa máy móc và bu lông 24 của xe hơi 22, 24 xe máy, ốc nồi tay ga đều mở được. Và tiếp theo là con này là con bắt vít 887 hàng đỉnh, gọi là xịn nhất của hãng DeWatt hiện nay. Thì con 887 này là phù hợp nhất, độ bền cao và ổn định, độ ổn định tốt dành cho anh em đi công trình. Rồi, bây giờ là em sẽ review cho anh em nhé. Đầu tiên là Rồi, đây là full bộ của nó rất là đẹp nha nha. Anh em nhìn đúng nét luôn. Đó. Giới thiệu qua cho anh em từng con một nhé. Thì thường thường đầu tiên là con khoan 3 chức năng. Thường thường anh em khi mua một combo thì thường thường anh em quan tâm nhất là cái con 3 chức năng này. Đối với anh em công trình thì con này là con DCD 709, một con khoan gọi là chuẩn chỉ cho anh em công trình mà độ bền rất là cao. 3 chức năng làm được hết công việc của nó rồi, là bao gồm khoan bắt vít và khoan tường. Đó. Anh em lắp ráp thiết bị thì anh em có thể khoan bằng con này. Đặc điểm của con này và ưu điểm nha, độ bền rất là cao, kèm theo là độ chuẩn của khoan sắt mũi nhỏ cũng như khoan gỗ gọi là khoan mồi á, thì con này rất là phù hợp này. Đó. Đó, đầu kẹp kim loại sắt này, độ bền cao này. Anh em lưu ý là khi anh em sử dụng những cái con khoan này thì anh em mua mũi là mũi ba chấu hoặc là mũi lục giác để anh em kẹp vào, tránh tình trạng là mòn răng. Và khi anh em khoan thì bị kẹt mũi thì nó không có tuôn khoan nhé. Có nghĩa là mũi nó đứng đứng một chỗ mà con khoan nó vẫn quay, dẫn đến là mòn răng và anh em khoan không được. Thì anh em chọn mũi khoan phù hợp cho mình nhé. Đầu kẹp của nó đầu kẹp 13 ly này. Đó. Hướng dẫn để anh em chỉnh chế độ của con khoan này nhé. Rồi, đầu tiên đối với anh em nào chưa biết sử dụng thì em hướng dẫn cụ thể từng chi tiết một này. Đầu tiên là số 1 này là dành cho anh em mà vặn vít điện tử này, đến số 3, 1 đến 3 là vặn điện tử. Đó, 5 7 9 này á là để anh em vặn mấy cái ốc cứng của dàn áo này kia thì cũng phù hợp rồi. Còn khi anh em lên đến 13 15 là để anh em bắt vít chuyên dụng nhé. Ví dụ bắn tôn này cũng như là vít gỗ này. Đó. Vít sắt này cần vòng tua nhanh kèm theo là đồ khỏe cao thì lực siết cao á, thì anh em vặn lên tới 15 là chuyên về bắt vít. Còn đây là nút đảo chiều này, vào ra này. Đó. Hồi xưa khi em mới bán đảo chiều em còn không biết, cho nên là sẽ có những anh em không biết đến cái đảo chiều này luôn, thì em hướng dẫn lại cho anh em. Tại vì nói đến đảo chiều này là nhớ cái hồi mới bán lần đầu, gọi là mới bước vào nghề. Em thì thuộc dạng cái đảo chiều này còn không biết luôn. Đó, thì anh em hướng dẫn cho những em nào mà mới sử dụng chưa biết đến. Còn đây là điều tốc này, cò nó của nó sẽ có điều tốc. Anh em sẽ điều tốc bằng cò này. Tiếp theo là số 1, số 2 là tương đương vòng tua của nó này. Số 1 là vòng tua chậm này. Số 2 vòng tua nhanh này. Đó. Con này thì khoan gạch men rất là tốt nhá. Anh em nào mà khoan gạch men thì khoan bằng con này thì nó sẽ không bể gạch men. Cho nên là phù hợp cho những em nào mà lắp ráp thiết bị. Vòng tua số 1 là 450 vòng, vòng tua số 2 là 1650 vòng, đầu kẹp 13 ly. Đó, còn 18V này, 20V max này, anh em xem ký hiệu trên này là anh em hiểu. 18V và 20V là một, anh em hiểu. Đó, 18V là ở đỉnh mức
trung bình, còn khi maximum là 20V max. DCD 709 là mã máy. Số series của máy, con máy này thì nó sẽ nằm ở dưới đít máy. Đây. Số series của con máy này nó sẽ nằm ở dưới đít. Rồi con này thì sản xuất năm 2022, nó sẽ có ở đây luôn cho anh em. Đó. Và đặc biệt là nó sẽ có tem kích hoạt bảo hành cho anh em điện tử này. Tem này thì thuộc hàng để anh em kích hoạt bảo hành. Khi anh em cào ra, đó, theo cú pháp đây là nó sẽ có cú pháp ở đây này. DAC khoảng cách. Mã cào là mã anh em cào ra này. A cộng số series máy là số series này. Số series của máy là số series này nhanh nha. Gửi 6088 là cú pháp của nó. Thì anh em nào chưa biết kích hoạt bảo hành có thể liên hệ Zalo để em hướng dẫn nhé. Còn pin của nó là đi theo bộ này thì em set cho nó là pin 2A. Thì pin 2A này đặc biệt là pin này là pin xuất đi châu Âu. Đó. 2022, sản xuất 2022, có mã QR và pin này là xuất đi châu Âu theo chuẩn là 18V XR. Đó, pin này pin XR 18V và pin này thì thuộc xuất đi châu Âu theo chuẩn EAC. Rồi, xong con khoan 13 ly 709, một con khoan quốc dân của dòng DeWatt. Con này độ bền rất là cao nhé. Em bán hiện tại là 3-4 năm rồi, chưa thấy anh em nào mà phản hồi là bảo hành, cho nên là độ bền của nó có, cho nên anh em tham khảo nhé. Thứ nhất là pin của DeWatt rất là bền so với các hãng khác. Thứ hai là con khoan 709 này là một con khoan bền để anh em đi công trình mà yên tâm sử dụng. Độ bền cao, ít hư vặt. Rồi tiếp theo là con DCF 887 là một con bắt vít, gọi là hiện tại là ngon nhất của hãng DeWatt hiện tại. Có con 850 là bản mới nâng cấp, cũng như là thế hệ mới nhất, nhưng mà so với con 887 xuất đi châu Âu này thì nó sẽ ngon hơn. Đó, vòng tua của nó 1.000, 2.800 và 3.250 vòng là vòng tua của con 887 này. Hàng này là xuất đi châu Âu và bản này thì có mã QR để anh em quét. Số series của nó sẽ là vừa chữ vừa số này, là theo mã QR. Con này xuất đi châu Âu theo bản chuẩn Mỹ, kẹp vít một đầu. Anh em lưu ý nhé, con này sẽ kẹp vít một đầu này. Con này thì nó có chế độ số 1 là bắt vít tự ngắt. Đó, để anh em vặn vít nhỏ, vít nhẹ thì nó sẽ tự ngắt để anh em phù hợp hơn. Khi bắn vào vật liệu thì đủ độ cứng thì nó sẽ ngắt nhé. Số 2, số 3 thì vào búa. Đảo chiều thì vẫn có bình thường. Điều tốc có bình thường. Thắng có bình thường. Đó, con khoan con bất vít 3 chức năng, 3 đèn led phía trước. Con này thì sẽ có 5 châm đi kèm để anh em bỏ các con vít ở đây để anh em leo cao, anh em sử dụng để bắt vít nhé. 500. Và bên này là móc treo để anh em leo cao. Tiếp theo sẽ là con bu lông. Bu lông này thì lực 339 N, mở được ốc nồi tay ga rồi. Và sửa xe máy là con này là gọi là tốt rồi. Và đặc biệt là con này hiện tại đang có chương trình giảm giá, cho nên là anh em nào mua mà chuyên sửa xe máy thì anh em có thể tham khảo một máy này, kèm một pin 2A này này và kèm một sạc thì nó chỉ có giá là 3 triệu thôi. Đang có chương trình giảm giá của con này. Đó. Thì anh em sửa xe máy có thể tham khảo, cũng như là bên điện lực nhé. DCF 911 lực 339 N, vòng tua 2.850 vòng trên 1 phút. Động cơ là động cơ brushless motor không chổi than. Điều tốc nhanh nha, và đảo chiều. Đầu kẹp của nó là đầu kẹp bi để phù hợp cho anh em sửa xe máy thay tiếp liên tục. Rồi cuối cùng sẽ là giới thiệu cho anh em là con DCH172. Con DCH172 này thì nhỏ gọn nhẹ này, đi kèm với pin 2A. Anh em khoan lỗ 8 cũng thoải mái rồi. Đối với pin 2A này khoan lỗ 8 là anh em khoan được thoải mái. Đối với tường gạch thì anh em khoan được tầm 100-200 lỗ rồi. Đó. Đảo chiều này.
Dòng này dòng Automic Mini nha anh nha. Chuyển chế độ khoan này, khoan thường không búa và khoan có búa. Rồi, con này thì hiện tại là bê tông, để chuyên khoan bê tông nha anh em. Anh em nào mà đụng đến bê tông thì có thể tham khảo những con 172 như thế này. Con này thì hiện tại giá thị trường bê tông thì con này nhỏ gọn nhẹ, phù hợp cho anh em khoan nhé. Rồi, thì bây giờ thì em sẽ test từng con cho anh em nhé. Bao gồm test cả bê tông, khoan bê tông thử cho anh em này. Khoan 3 chức năng thử cho anh em này. Và test bu lông thử cho anh em này. Rồi, test thử con khoan 3 chức năng này. Đây nha anh em. Đây là gạch men kèm theo là dưới là một lớp bê tông. Thì em thử test con 3 chức năng cho anh em nhé. Mũi này thì mũi 8 rồi. Đối với đầu kẹp 13 ly và khoan dạng đầu autolock thì anh em có thể tham khảo những cái mũi Unica này hoặc là mũi đa năng chân lục giác như thế này. Thì lục giác như thế này á thì nó kẹp, nó không bị tuôn mũi vít nha anh em. Tuôn mũi khoan. Anh em lưu ý nhé, 6 cạnh hoặc là 3 cạnh, nó có hai dạng để anh em chọn mũi khoan, để anh em khoan là không bị tuôn mũi khoan khi gặp vật liệu cứng nhá. Đó, chọn những cái mũi 6 cạnh hoặc là 3 cạnh. Còn trên này thì nó là mũi bê tông hoặc là mũi khoan sắt, khoan gỗ thì đều có loại 6 cạnh như thế này để anh em lựa chọn. Thì anh em lựa chọn mũi khoan phù hợp để anh em khoan tốt hơn và độ bền của con khoan nó cũng tuổi thọ của con khoan á thì nó cũng được duy trì và cái đầu autolock nó không bị hư. Và đặc biệt trong quá trình sử dụng thì anh em nên bảo quản cái đầu autolock để tránh tình trạng là hư đầu autolock thay mất tiền nhé. Ở ba cái chấu này thì anh em có thể nhỏ vào đây là dầu máy may, anh em mua một cái lọ dầu máy may, anh em nhỏ vào ba chấu này. Đó, và nhỏ vào viền này. Cũng như là bên ngoài này anh em nên quét một lớp dầu máy may để tránh tình trạng reset nữa. Thì anh em sử dụng sẽ bền hơn nhá. Ví dụ trong quá trình sử dụng này, anh em quét một lớp dầu máy may trên này để tránh reset này, nhỏ vào ba chấu này để tránh gọi là kẹt mũi khoan. Đó. Cái viền này để autolock nó được trơn tru hơn nhé. Đó, thì anh em sử dụng nó được bền hơn. Và bên này cũng vậy, con này thì nó sử dụng mũi vít, thì nó theo chuẩn của Mỹ thì nó sẽ sử dụng là vít ngắn, đây là vít dài nó sẽ không gắn được nhé, anh em lưu ý nhé. Con này là theo chuẩn của châu Âu sử dụng vít dài, vít ngắn không sử dụng được vít dài này, anh em lưu ý nhé. Đây là vít đầu dài này, không sử dụng được này. Tại vì theo chuẩn Mỹ, anh em lưu ý nhé. Những anh em mà sử dụng chuẩn Mỹ á, thì anh em sẽ mua vít, mũi vít chuyên dụng. Và vít của chuẩn Mỹ thì thường thường nó xịn hơn. Thì em sẽ lấy cho anh em xem này. Rồi, đây sẽ là chuẩn vít ngắn này. Đó, những cái mũi mà theo chuẩn Mỹ, chuẩn vít ngắn như thế này thì mũi vít thường thường nó sẽ xịn hơn nhé. Đó, vít một đầu nhưng thường thường nó sẽ xịn hơn. Thì anh em nào mà sử dụng con vít chuẩn Mỹ á, thì có thể tham khảo và em sẽ tặng kèm cho anh em là mũi vít chuẩn Mỹ để anh em sử dụng nhé.
tặng kèm cho anh em để anh em sử dụng. Khi anh em mua hàng thì anh em nhớ nhắc nhé, nhiều khi em quên chứ không phải là em không có tặng cho anh em đó, cho nên anh em nhớ nhắc nhé. Anh em thì giao lưu vui vẻ cho nên là những cái gì tặng thì anh em nên nhắc em, lúc đóng hàng thì em sẽ nhớ em bỏ vào đó. Thì anh em mua hàng thì anh em đừng có gấp cái vấn đề ship hàng nhé, anh em nên nhắc em là đóng hàng, và trong quá trình sẽ đóng hàng thì nên báo em là quay video lại cho anh em, thì em sẽ quay lại video đủ hàng hay chưa rồi gửi. Chứ anh em đừng có hối, nhiều anh em cần gấp rồi anh em hối này kia, nhiều khi em lại quên, cho nên là anh em cứ thoải mái trong vấn đề mua hàng giao lưu thôi. Anh em giao lưu vui vẻ là chính, chứ còn vấn đề hàng hóa đi thì anh em yên tâm, hàng thì em luôn ship cho anh em chuẩn chỉ. Đó. Cho nên là nếu có thiếu sót thì lần sau em sẽ bù, anh em nên nhắc. Đó. Nhiều anh em không nhắc thì dẫn đến là nhiều đơn quá thì em quên, còn mà một hai đơn trong ngày thì đơn giản. Rồi em sẽ gắn thử cho anh em mũi vít này này. Đó, khi anh em đặt đơn thì nên báo cho em để em đóng hàng liền và kiểm tra đầy đủ hàng. Trong quá trình đóng hàng em sẽ quay video lại gửi cho anh em qua Zalo. Anh em nào xài Zalo thì nó tiện hơn. Vít một đầu thì nó sẽ gài bình thường nhé và không có rơi này. Rồi bắn thử cho anh em nhé. Rồi test thử bắt vít cho anh em nhé. Chế độ số 1 này. Đây số 1 nha, là chế độ từ ngắt. Đó, nó ngắt máy này. Sau đó nó mới vào búa này. Đó. Đó là số 1. Ngắt máy xong vào búa. Còn số 2, số 3 là để chuyên bắt vít có búa. Test thử số 2 này. Số 3 này. Tua nhanh. Đó, nó sẽ vào búa cái lúc mà gần hết. Này, bắn xéo cho anh em xem này. Đây nhá, xéo gỗ. Này. Để quát thì nó sẽ có rơ đổ ra đất, nhưng mà nó chủ yếu là nó hỗ trợ anh em là bánh xéo gỗ này. Số 1 này, bánh xéo gỗ thử này. Không vào búa nhé. Nó ngắt máy này. Xéo gỗ nha anh em.
Rồi tiếp theo là bu lông nhé. Bu lông thì em sẽ gắn một cái đầu nối dài này để giữ tay test lực cho anh em xem này. Tiếp này 24. Không mát cò nhé, tại mát cò là không giữ được. Em sẽ nhấp mà cò ở tốc độ nhẹ. Búa đập rất là nhanh. Con này thì vòng tua nhanh cho nên búa đập rất là nhanh. Búa thuộc dạng là búa vít. 28-50 vòng là vòng tua nhanh của con vít rồi. Đó. Thì búa nó rất là nhanh. Đó. Thuộc dạng búa rất là nhanh nha. Đó, anh em sửa xe máy có thể tham khảo con này cũng như là sửa máy. Cuối cùng là con bê tông. Con này thì khoan tầm mũi 12, 14 ly thì phù hợp nhé. Dạ. Ok. Test thử DCF 911 nha anh em, 339 newton, sử dụng đầu khẩu 36, bắn thử cho anh em. Đầu khẩu 36 nha anh em. DCF 911. Newton DCF 911. Hay cho con 880 có tha này được đấy. Càng chỉ chưa chỉ kể tình nhói lòng thật ra anh chỉ xem em như em gái cảm ơn vì những câu chuyện em từng trải sẽ rất xa nó cả hai cuộc tình đi đường dài cho nên tốt cho anh muốn mình dừng lại anh từng cho rằng mình không thể ai nó khi được qua mỗi đau thế xác người đã sắc. Thank you.
DCF922 nha anh em. Địa chỉ mua hàng của bên em nha anh em. Anh em có thể tham khảo đến trực tiếp mua hàng.